Chờ Việt Rai, Việt Rai có gì lên đi kiếm nè mày. Hello, bác nghe con không? Rồi. Bác Cầm với bác Phượng nghe rõ tiếng con không? Nghe tốt. Dạ, con Việt Rai, chào hai bác. Chào bác Cầm, Rồi. chào bác Phượng. Chào anh. Việt Rai, dạ, Việt Rai chào... Nói chuyện đi mình nghe. Thì Việt Rai chào tất cả chị em cô chú trong diễn đàn bác Cầm. Thấy hai bác vui quá, sáng con hơi bị bận rộn tí xíu, giờ mới rảnh rảnh nhảy lên nói chuyện chơi. Nói đi. Dạ, thì bác nói về mấy cái vụ medical, mấy cái medical, mấy cái về y tế đồ bên Mỹ thì giống con lên con nói giống như bác Phượng nói với cái đó là con thấy là đúng á, cái đó chính xác á. Mà thường thường mà con thấy mấy mình mà mình đi bác sĩ rồi đó, bác Cầm với bác Phượng công nhận không, thường thường mình đi bác sĩ ít bao giờ mà mình nhìn thấy được cái bill bao nhiêu tiền lắm. Ví dụ như mình có bảo hiểm đi thì nó chỉ khám bệnh mình hay này kia kia nọ xong rồi nó thanh toán với bảo hiểm, nó chặt chém thằng bảo hiểm. Ví dụ như giờ nó vô nó khám bác tính ra là 1.000 đô đi, nhưng mà nó khai ra với bảo hiểm là nó khám bác tới 1.500, 2.000, nó moi móc tùm lum la thì bảo hiểm phải trả thôi. Bây giờ mà mình thấy được cái bill chính xác là bao nhiêu tiền lắm, công nhận không? Ừ. Còn đúng cái rồi. Vụ mà dạ, còn cái vụ mà bác Phượng nói về đa cấp á, là con thấy từ những năm 90 á là ở đây nó đã rầm rộ đa cấp rồi. Việt Nam mình lúc cái thời đó làm gì có đa cấp đồ này kia. Bác Phượng với bác Cầm công nhận không, làm gì có, mà thời gian sau này nè bắt đầu nó mới gia nhập về nhập cảng xuất khẩu về Việt Nam, xuất khẩu về Việt Nam, cho nên dân Việt Nam mình bị dính vô. Yes, dân Việt Nam mình bị dính vô rất là nhiều. Yes. Tại vì con hồi xưa con cũng đi làm, con cũng làm ăn đồ này kia nè, rồi tụi nó tới chỗ mình làm á, tới chỗ những cái cơ sở kinh doanh của mình nè, bắt đầu tụi nó mới ca, tụi nó mới mọi cách để lôi mình vô. Ok. Mọi cách để lôi mình vô, cho nên mình thấy cái chiêu này cái bộ không xong, thấy phiền quá, với con cũng không có không có giống như là mình không có hấp dẫn, cho nên thôi con không chơi. Đa cấp là nó có đây từ xưa xưa giờ lâu lắm rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Việt Nam mình bắt đầu nó đưa về Việt Nam rồi, Việt Nam mình mới bị dính vô thôi. Đúng. Thì cũng như là mình có nói chuyện, có nói với anh ấy là khi mà hai cái nền Việt Nam với Mỹ mà nó giao lưu thì là văn hóa mà anh, nó di chuyển, có những cái văn hóa mà có những cái điều mà mình nhập cảng vô, nhập khẩu từ Mỹ vô nó rất là tốt, chẳng hạn như cái khả năng cái sự tạo dựng công việc, mình nghĩ là đó là người Mỹ thì họ có những cái rất nhiều tính tốt, họ có vô vàn cái tính tốt, những cái tính tốt của họ là chẳng hạn như cái khả năng tạo dựng công việc, tạo dựng công việc rất là hay. Tạo việc rất là hay, anh, tôi thấy là những người Mỹ ở đây, chúng bạn bè, những người chung quanh tôi, họ tạo ra công việc 50 công việc, 70 công việc, những công việc giá mấy chục ngàn một năm, cả 100 ngàn một năm, họ làm việc, họ tạo ra công việc rất là hay, những cái tạo ra cái sự phồn thịnh rất là hay. Nhưng mà cùng như vậy đây, cùng như vậy thì có những cái tính rất là xấu, cái xã hội mà nó có ban ngày thì cũng có ban đêm. Có thằng giỏi, có thằng lương thiện thì có thằng đi lừa bịp. Cái thằng đi lừa, cái người lừa bịp của người Mỹ bây giờ càng ngày nó càng nhiều. Tại vì rõ ràng thế này anh này, tôi nghỉ hưu 5 năm rồi, đến giờ này tôi vẫn còn nhận được một cái thiệp, vẫn còn nhận được cái tin tức tôi còn tốt được 100.000 đô la về COVID phân. Mà tôi đọc đó là tôi nghỉ lâu, tôi ao lâu quá rồi, tôi không có biết, thì tôi hỏi vợ tôi, em tại sao bây giờ anh vẫn còn tốt cho 100.000 đô la? Vợ tôi biểu, em ấy, vợ mình nói thì mình nghe mình bậy, thành thử bây giờ nếu mà cứ mỗi một thằng nó được 100.000 đô la thì là tôi hỏi, tôi thằng vớ vẩn như tôi được 100.000 đô la thì 100 tỷ đô la mà anh vừa
anh ông Cầm ông vừa nói đó, nó là ông là hôm qua tôi mới coi tivi xong 100 tỷ đô la là những người dân thường ăn, cái Tôi thằng biết ăn gian ấy mình bác chỉ biết Phượng vậy với thôi. bác Cầm, bác Phượng với bác Cầm đến xong bữa con coi trên cái tờ con coi trên cái trang web của gì ta cái tờ báo này cũng lớn lắm cũng hình như Washington Post hay là Đúng không? cái gì nè, mà tụi nó tính ra nha, tụi nó tính ra đó là cái hãng Pfizer, Ok. Ok. cái hãng Pfizer, cái hãng Moderna rồi với cái hãng BioNTech gì đó, Đúng rồi. ba cái hãng làm thuốc vừa rồi á thì nó tính từ hồi năm rồi cho tới năm nay, nó tính từ hồi năm rồi cho tới năm nay tụi nó bỏ túi vô á là 60 mấy tỷ đô rồi đó. Để tôi nói nha, bây giờ anh nói chuyện tiền nha. Anh cái hãng làm thuốc Mỗi một thì nó ngày phải á, có mỗi cái nhiệm mỗi một vụ là ngày bán thuốc. nó bỏ túi nó 30 30 từ 34 cho tới 35.000 đô mỗi một phút, mỗi một Cái phút mà. thằng nó làm thuốc anh thì nó có cái nhiệm vụ là nó phải làm cho người ta bệnh. Nó làm thuốc chữa được thì nó làm thuốc cho người ta bệnh được. Không có một cái chuyện này là nó cái chuyện chích ngừa là không có một cái năm nào là mà tôi đi bắt mà người ta không biểu tôi đi chích ngừa. Mà chích ngừa anh phải ra tiền chứ, là nó phải tất cả mọi thứ, cái thằng từ cái thuốc này rồi từ cái thằng chích nữa là phải ra tiền chứ. Thì tôi nói cho nghe nè, đến bây giờ đó tôi nghĩ đó là một lý do tại sao mà bây giờ người Mỹ nó còn mấy chục phần trăm họ không chích là như vậy, họ nghi ngờ cái chuyện con Covid. Là bây giờ rõ ràng bây giờ là bên Do Thái này, bây giờ nó chích mũi thứ 4 rồi. Mà Do Thái là ông chúa tể làm thuốc chích ngừa, ông chích mũi thứ 4 rồi. Mình ở đây có thằng nào giỏi giỏi chích mũi thứ 3 thôi. Do Thái chơi mũi thứ 4. Và khi mà Do Thái đã chơi được mũi thứ 4 rồi đó thì tôi cá quyết với anh là ông Mỹ cũng phải chơi cái mũi thứ 4, và cái khả năng đó là nó đến là mỗi ngày. Mình sẽ chơi mũi thứ 4 trong một khoảng thời gian rất là ngắn này, chưa đầy một năm mình chơi bốn mũi thuốc vào trong người, bao nhiêu tiền? Cứ mỗi thuốc bao nhiêu tiền đó. Tiền nó Thì tiền 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 của chính phủ, tiền nhà nước, tiền của dân, tiền tất cả mọi người anh. Thì mời tiền nhiều đa cấp anh nói chuyện về đa cấp. Cái người làm sắt, cái người làm võ khí thì họ ngày ngày xưa đó, ngày ngày xưa đó họ làm võ khí để họ bảo vệ, để họ bảo vệ bảo vệ quốc gia. Bây giờ họ làm vũ khí là để họ tạo dựng chiến tranh. Cái người làm thuốc là nó phải làm bệnh thì nó bán thuốc được. Anh cứ nhìn là cái thuốc chích ngừa ngừa cúm ấy. Mỗi năm ở đây anh em mình chúng mình phải chích ngừa. Chỉ có cái điều đặc biệt là năm nay nó chích trên 4 mũi, tại anh chết nhiều quá thì anh chết 4 mũi. Nhưng mà cái chuyện này là không phải chuyện mới, chuyện này chuyện rất cũ. Thì mình nghe anh nói là cái chuyện mà lợi nhuận của ông Pfizer, của Moderna thì cái điều đó thì cũng đúng thật, là Còn nghe phải mấy rồi. người con còn nghe mấy người bạn của con kể, mà mấy người bạn của con cũng người Mỹ, cũng lớn tuổi giống như hai hai bác vậy đó, nói là về cái bệnh ung thư cũng vậy, Chữa hoài còn hoài càng nó cứ chữa hoài còn hoài càng chữa nó càng ra bệnh anh. chữ bác vậy hoài Yes. Càng chữa nó càng ra bệnh. để nó làm tiền. Yes. Càng chữa nó càng ra bệnh anh, bảo đảm anh chữa Thật không bao giờ ra hết bệnh là anh. cái về medical là tụi nó mạnh lắm, Yes. tụi nó mạnh lắm. Con kể cho hai bác nghe, cái chuyện trong trong gia đình nhà con, cái ông già ba con á, ông cũng ở đây, ông ở đây cũng lâu lắm rồi, cái về Việt Nam ông cũng về hưu, xong rồi cái cách đây khoảng năm mấy 2 năm rồi, cỡ 2 năm á, ông qua đây chơi, ông qua đây ông chơi với tụi con. Chơi cái xong cái ông bị cái bụng ông bị đau, mà cái bụng đó là bị đau từ bên Việt Nam rồi, cũng như là nó cứ ngầm ngầm vậy đó. Nó cứ ngầm ngầm nó bị đau vậy đó. Cái uống thuốc đồ đâu đó thì ok, nhưng mà ông qua đây ông chơi xong rồi cái ông đi cái đêm đó ông làm ông nói ông bị đau bụng, ông bị đau lại thì ông bị cái bao tử, ông bị đau lại mà con nói hãy chừng nào mà đau quá thì nói cho con biết. Ông cũng ok, ông cũng sợ tốn tiền rồi này cái nổ, nó không sao ba cái nói cho con biết chở ba đi. Cái xong rồi cái tới tối ông nói giờ đau quá thôi chắc đi ra khám,
ổng ra giống như là mình chở ổng thẳng vô nhà thương luôn, vô chỗ phòng cấp cứu luôn, vô trong đó ngồi chờ cả buổi, nó vô chờ cũng ngồi lâu lắm. Cái xong cái một hồi cái nó đưa ổng lên cái băng ca, nó đẩy ổng vô cái phòng giống như là chụp chụp CT á, bác cầm là đưa vô chụp CT mà vô trong đó có cái ống tròn tròn nha, nó đưa vô đưa ra chụp. Ô, chụp xong xuôi hết rồi bác sĩ ra nhìn, đưa cái phim lên nhìn nó, trong cái bao tử của ông là có một cái chỗ này nó đỏ đỏ nó đau vậy vậy vậy. Ông cái này thì tao thấy nó bên Việt Nam nó cũng giống y như vậy rồi, nhưng mà bây giờ bên đây chợ lỡ vô đây chụp rồi thì hỏi nó có cách gì trị, thuốc gì ngon lành hay này kia cái nọ không, thì nó mới coi xong tôi nó nói bây giờ về nó cho cái toa thuốc, đi về cầm cái toa thuốc mua 500 mấy về uống, thì uống nó cũng đỡ đỡ thôi chứ không có hết, thuốc nó giống như thuốc giảm đau thôi. Nhưng mà tới chừng ông già con ông về Việt Nam trở lại rồi ở bên đây khoảng chừng mấy tuần sau nó gửi cái bill về, bác cầm biết nhiêu tiền không? Tệ lắm, với Ô, Lê Quốc cho cái bill hơn bao nhiêu, bác nói nhiêu? 3.000 không? 3.000, trời ơi, nó ăn cho cái bill hơn 13.000. Đủ quá. Đủ quá, phải ngửa luôn. Đủ quá. Quốc cho cái bill hơn 13.000, 13.000 mấy đó. Ồ, kinh khủng chưa? Đó là cái bằng chứng sự thật mà ai cũng biết, bởi vì mà khổ cái tao từ xưa giờ tao không có vô bệnh viện, phải không? Tao tao bị Tại một lần vì á, rồi. là tại vì á là ba con khi mà ổng qua đi chơi rồi đó, ổng không có cái bảo hiểm. Cái đó ở Việt Nam mà được gọi là rác bao tử đó, À, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đóng lét lon lét không có thử gì đó. cả, không có gì, nhưng mà nó làm tiền mà thấy ghê gớm không? Không Tao chỉ chỉ cho có vô em một lần rồi, chỉ ngon. rồi. Mà bác biết á hả, nó quất cái bill về là tại sao, là tại vì á là ổng qua đi chơi. Ổng qua đi chơi cho nên ổng đâu có bảo Không hiểm bên Mỹ bảo hiểm, đâu. đúng rồi. Thì con đi con dắt ổng vô là con chịu hết tất cả giấy tờ của con chịu hết, thì ổng bắt đầu nó mới gửi cái bill về cho con. Quất vô cái bill quá hả, nó phân chia ra thành mấy phần, cái phần thằng chụp khác nè, cái thằng bác sĩ ra coi khác này, cái phần con y tá khác rồi, mới cứ kiểu kiểu ráp vô cái hơn 13.000 con, nó quá trời má mẹ đồ Đó. ghê Đó. luôn Anh à, anh chỉ có coi, anh chỉ có đút vô đút ra thôi, anh chụp hình rồi đó, mà có mà ba cái đó đây nhà thương Mỹ tính tiền anh. Tôi nói anh nghe nè, đến khi mà mình đọc được cái bill mà mình uống một viên aspirin mà tính là 50 đồng thì lại biết là cái sự bóc lột, không có nơi nào tính tiền hấp dẫn bằng 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 nhà thương hết, Phượng nói đúng không có bất cứ một cái nào, chỉ có ngoại trừ xong bài thôi là ông vô là tự động đưa cho nó, chứ còn mà ông để cho tính không, cái công xong dài bài đó dòng là nó dòng đấy, chỗ hả? tính tiền của chính phủ nhà thương họ tính tiền rất là cẩn mật mà rất là rõ ràng và rất là gọn gàng và rất là sắc bén, nó là họ tính đâu ra Đẹp đó, yes, họ chém họ chặt chặt mà nó ngọt ngào mà không ai biết đang đau ở đâu nữa, họ nói như vậy đó. trời ơi, kỳ đó gửi cái mail về con nói ô, mà thấy chưa, bắt đầu con mới biết luôn, phải chụp mấy cái quỹ mà CT, M-ray rồi đó, MRI rồi đó, Việt Nam mình kêu M-ray á. Ok. X-ray mà. Rồi, có điều à, ấy, dân ba tư rồi, lên đi chơi đây mày. Ok, thì tôi nói như vậy để mình hiểu rồi, ở đây à, ba người ở đây đều ở Mỹ cả, và mình nói một cách nôm na có nghĩa là những cái nền y tế của nước Mỹ á, thì hầu như là thứ nhất là Medicare, thứ hai là bệnh viện, thì mình khỏi phải nói là nó kiếm tiền như nước, nó kiếm tiền như nước. Cái còn là cái thứ hai nữa là cái credit card nó cũng kiếm tiền dư nước luôn, là bởi vì anh xài mà nó chỉ cần trình anh mà anh lỡ anh quên cái là đúng không, là tiêu rồi nó liền. Cái vụ credit card bác cầm biết sao không? Để con nói cho bác cầm với bác Phượng, con tìm hiểu như nè, con có mấy đứa khách khứa của con nó là làm trong về ngành ngân hàng á,
Ok. Bác Phượng với bác Cầm còn nhớ những năm 2008, 2007, 2008 khi mà kinh tế Mỹ nó rớt không? Nó rớt thê Đúng thảm rồi, luôn á. bị bong bóng á, bị kinh tế bong bóng gì đó. Bao nhiêu nhà băng ngân hàng, nhiều người Ok. bỏ nhà người ta đi Ok. rồi, hãng xưởng Ok. mấy cái hãng GM làm xe đồ nó dẹp, nó đóng cửa đó. Ok. Mà bác biết tại sao mà mấy cái thằng ngân hàng nhà băng nó vẫn còn sống, nó không chết không? Khùng ngầu lắm. Nó ăn những cái tiền mà của người ta trả bill trễ đó, bác Cầm giáo phượng, Đúng rồi. rồi mấy cái overdraft, ví dụ như mình vô nhà băng mình xài Chính mình xác. bị xài over, mình xài hơn Ông mà cái lúng số kia mà lúng tiền á, lúng limit á, đó, chắc lúng đúng. Nó phạt. mỗi người mấy chục vậy thôi. Đúng rồi. Rồi Đúng rồi. với mấy cái credit card nha, mấy cái credit card ví dụ như mình Không trả dễ trễ lắm. rồi kia, nó chỉ quốc nó collect mấy cái đó thôi là nó sống sót qua cái thời gian đó, nó ghê không? Thì kinh khủng lắm. Cho Ghê lắm. nên vì cái định Mình lực nói đó. nôm na một cái điều này nè Phượng à, tất Dạ. cả những cái thói hư tật xấu của Việt Nam mà hiện giờ mà chúng mà coi như Hiện giờ không có. thế lực mà không có tình cảm, không có thiện cảm Việt Nam là điều ôm nguyên si Đúng từ từ Mỹ về hết, từ rồi. từ từ gì từ Đúng đa là từ đa cấp ăn mà dân cướp rồi á. từ Nó đa cả cấp, từ y tế là để luôn phải làm đó Mỹ hết. này, ở đây này lừa gạt, Thế bây tôi giờ nói về nghe nè, lừa đảo y năng cũng đem bên Mỹ về luôn. lừa không có một ông nào ông lừa người ta giỏi bằng ông Mỹ, Đúng, không không có cái ông nào khác ngọt rồi, đúng rồi. ngào mà lịch sự mà văn minh mà êm đẹp như người Mỹ. Đúng, nó ăn mình một Người cách ngon lành luôn á. đây nè, bây giờ mình trở lại cái chuyện người Việt Nam ở bên Mỹ này, cái chiêu lừa đầu tiên mà người Mỹ mà người Việt Nam học được, mà không mà học được không phải từ, từ mấy thằng thằng người thương gia Mỹ, mà học được từ những người làm trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đi lừa người ta đó, là cái lừa của ông Hoàng Cơ Minh và các bạn, cái đám lừa Việt Tân không có cái gì nhá, chỉ có cái họng thôi mà ông lừa cho biết bao nhiêu người Việt kiều ở đây theo nó đóng tiền rồi đánh nhau với cậu. Cái lừa đó là cái lừa mà của không phải là từ những người thương gia mà từ những người họ 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 bày ra những sự lừa bịp trả Này một nói một cách số chính người. xác tiếp lệnh vừa thì đó, đó là họ lợi dụng về lòng tin và cái sự căm thù của những người mất nước ra đại khái Nam Bộ, họ tuyên truyền để có một cái sự gọi như những người mà căm thù về đề chế độ của nhà nước Việt Nam ngay bây giờ, thì họ lợi dụng, họ khuếch đại lên, họ khuếch tán lên, họ xuyên tạc, họ làm lớn chuyện nó diễn ra. À thì tôi nói vì đó, thì vì đó họ lợi dụng cái lòng tin của người đó và họ chỉ xúc xỉm và họ là nâng cao quan điểm của người nào, họ làm cho cái sự việc nó lên cao trào đi, họ để mà họ họ lấy tiền đó, Thì, họ vậy. lừa thì bây giờ cái ai mà tận ai tạo dựng những cái lừa lừa hấp dẫn đấy, thương gia là những người tạo ra những lừa bịp cao nhất, tại vì đứng tính tiền, và những người làm chính trị, những người tạo dựng những cái điều lừa bịp rất là kinh khủng đấy. Mình nói chuyện mà giản dị về cái chuyện lừa bịp thì ở đây Mỹ nó nói một câu là cứ mỗi một giây thì nó có một thằng thằng dễ ăn, cứ một người khờ dễ bị anh lừa được sinh ra. Thực ra lừa bịp anh hết hết thằng này nó có thằng khác, anh yên chí. Cái chuyện mà người Việt kiều của anh lừa bịp ở đây hết, không coi thằng này nó đổ bể ra có thằng khác, anh yên chí. Và nó đổ bể rồi nó cứ tiếp tục nó lừa chẳng sao cả, tại vì mình bên này có vẻ chúng rất là Cái bận system nó như vậy rồi, cái hệ bịp. thống nó là như vậy. Đúng rồi, nó cũng vậy thôi, không có nói hơn Đúng được. có vậy, đúng rồi. Ok. Rồi còn có chuyện gì nữa không Phượng? Hay là mình Ôi để mình vậy sau thôi, vậy mình thôi chỉ ha. vậy vậy thôi. Thì chỉ chủ yếu là mình lên đây mình chỉ thấy là có một điều rất buồn cười là những cái giống như nãy giờ anh Phượng như tôi nói là tất cả những sự lừa bịp nhưng không giá thiết bị đấy là toàn là học cách của Mỹ đi. Đây là giống kiểu như là ông lớn về ở Việt Nam là ông nhỏ, có nghĩa là vậy thôi,
chẳng qua vì ở chỗ mình chỉ bức bối ở chỗ là những người Việt đó là mình chưa nói về ở bên Mỹ này nó tìm cách cái tụi trốn thuế nữa đó nghe, mình chưa nói trốn thuế là tôi nói nghe là bất cứ một cái thằng dân Mỹ nào thì cũng đều nghĩ cách để trốn thuế cả, chứ chẳng phải thằng lớn thằng nhỏ, tất từng thằng một, từng thằng người một, từng thằng người một. Họ nói căn bản là cái đóng thuế là cái sự tình nguyện, thì tại vì những tình nguyện đó, tại vì cái mục đích là tại vì những tình nguyện thành thử ra vào nói có mọi người đó các lời vừa là nói cho nó vuông đồ mà cựu tổng thống Donald Trump còn trốn thuế nữa đừng có chi thường đồ tổng thống mà còn trốn thuế thì thôi rồi nói lắc rồi rồi đó đó thành thử ra tham ăn cái kiểu thánh nó thương quá. Mỹ bàn nước Mỹ bởi vì nó mà bàn cái tên đồ mà nó là ông có nội cái gì nó cũng ông có nội cả từ thuế má trong loại cái gì nó cũng đứng đầu, cái gì nó cũng là năm qua đứng đầu hả? Dạ phải đúng rồi, đầu hết đứng đó rồi, cái gì nó cũng đứng đầu hết trơn trời, đừng có nghĩ để đừng có lấy đó mà làm một cái chiêu bài để mà ngồi chửi bác thấy ở Mỹ gì cái gì cũng hổ ra ngoài đứng, thí dụ như là tiên phong đi trước hay ho này kia nói gì, nhưng mà đằng sau nó trời ơi bắt môi ra coi nó dơ nó đủ kiểu. Thì đúng vậy rồi, đúng rồi, ok. Ok vậy thôi, cảm ơn Việt Rai lên chơi thì bây giờ cũng hơi khá dài rồi, ok dạ, tạm biệt okay. Cảm ơn bác Cầm, chào bác Cầm, chào bác Phượng, chào tất cả rồi, chị em okay. Rồi ok, chào tất cả mọi người, tất cả anh chị em nha. Rồi chúc tất cả Giáng sinh an lành, vô Phật. Happy New Year. Happy New Year. Sắp sửa tới.